Trần Anh vừa về tiếp tục một mẫu Kia Pride nè. Đây anh em, xe dọn đẹp hết rồi. Đây là dòng xe quốc dân cho anh em, nhưng mà đặc biệt bản là bản BS nha. Nếu anh em dòng Kia Pride anh em phải hiểu, đây là bản BS sản xuất năm 2001 nè. Xe này đi bao xuyên Việt luôn. 93 Bình Phước 08063. Anh chị, đèn Kia Pride nè, sáng trưng, nước sơn ghi bạc. Chung mẫu xe cỏ này vậy thôi em. Được cái bản cao cấp. Riêng dòng Kia Pride á, Kia CD5 chứ, sorry, CD5 nha anh em. Bản BS nha, kính bấm hết toàn bộ nha, nguyên thủy nha. Nè, sơn đẹp lắm. Anh em mới có bằng mua về tập chạy tập lái mẫu này, giá chỉ có 45 triệu. Kết hợp chủ nhà cũng đã lên một cái cản phía trên nè. Anh em có thể ràng đồ ở phía trên nha anh em. Sơn si đẹp lắm. Mẫu này chạy qua 5 tháng chủ nhà tắm qua nước sơn rồi. Đây nè anh em, CD5 nè, BS nè. Bản BS là bản cao lắm rồi. Đợt trước anh chị cách đây một năm mẫu này bán thành cả 100 triệu không. Giờ nó rẻ rồi. Nội thất ở trong nè, kính bấm hết toàn bộ nha anh em. Tắp bi cũng vậy nè, bộ cái cửa tắp bi nè. Nó quốc dân, máy như là 1.1.2 vậy đó. Vô lăng của Kia nè. Riêng bản Kia này sẽ có trợ lực, BS sẽ có trợ lực nha. Bản thường không có trợ lực nha anh em. Đó anh em phân biệt bản BS và bản không BS nha. Đó xe cổ cổ thôi anh em. Giá cỡ mấy chục triệu phục vụ bà con được cái máy ngon. Đồng hồ nè, đồng hồ là bạn đủ nè, báo tu máy, báo km, báo thắng tay đang hoạt động, báo xăng, báo nhiệt, full hết rồi. Máy lạnh, có máy lạnh rồi anh em ạ. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang máy nhá. Được cái xe sạch sẽ anh em ạ. Họ xác định lấy mẫu đi về tập chạy tập lái cho nắng cho mưa thì alo cho em 45 bước 5, còn 40. Đêm này bền lắm. Dòng ghe này là dòng xe nồi đồng của đá mà được cái xe nó nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, chạy em này đâu đó 5 đến 6 lít cho anh em thôi. Đăng kiểm tháng 12/2024, 2001, đăng kiểm 6 tháng một lần nha anh em. Ủa sao cục máy tắt máy rồi ta? Đây là cục máy của em Kia Pride nè. Em này xài toàn bộ hệ thống chế hòa khí. Anh chị thấy máy không? Máy sáng không? Sáng trưng. Để em đề máy lên nha anh em. Lâu lâu về xe cỏ anh em thích nào thì alo. Còn anh em không thích mua thì để chạy công vụ cũng được. Xe này đi vài trăm cây là bình thường. Hết bình. Anh ơi, anh ơi, vô kích bình đi, hết bình rồi. Kích bình lên cho em đi. Học em nó là sáng tài. Cục máy nè, máy quá chất. Đời 2001 anh em. Xài toàn bộ hệ thống Lenco. Lenco điện hết toàn bộ. Chết bình đi. Bữa nào thay cái bình luôn đi cho rồi. Nè, báo cục máy hoạt động rồi anh em. Máy móc nổ êm nên em xài toàn bộ cam ngoài. Xe là không có tí đồ hôi. Nè anh em, máy này anh em chạy 500-700 cây cho nên làm đường anh em kéo xe về anh em chạy gần anh luôn nha. Còn mấy cái đời tống thì chạy qua thời gian thì không biết nói anh em tin không. Nhưng mà thôi, cứ nói máy làm đi. Rồi máy làm nha anh em, máy làm hết đi cho nhanh. Chứ nhiều khi mình nói thật anh em lại không tin đâu. Cho nên là thôi máy làm đi, về cho nhanh. Đời tống mà vậy thôi. Nè anh em, nóc cabo là sơn hết rồi. Keo chỉ nè, còn nguyên si hết. Hai bên kèo cột nguyên nguyên bản nha anh em nha. Cục máy lem ru. Sử dụng toàn bộ kem ngoài nha anh em. Máy lạnh trợ lực. Có đầy đủ hết cho anh em rồi. Đây là hệ thống trợ lực nè. Đó, Kia Pride có hệ thống, Kia CD5 có hệ thống trợ lực. Bản BS mới có nha, bản thường không có đâu. Bản thường là trợ lực cơ. Còn đây là trợ lực dầu. Đây là dầu thắng đây. Đây là dầu thắng của em nó nè anh em. Máy êm lắm, anh em thấy máy không? À, máy em ru à. Xương đầu đẹp.
xương đầu là không có dấu hiệu lỗi lầm trên chiếc xe. Ở đây nó có vai bên đây tí xíu nè, vai bên hông. Anh em nào thích mẫu này thì alo. Riêng mẫu này chừng anh bao anh em chạy. Anh em cứ nghiệm đi, anh em chạy tầm cỡ 300-400 cây nếu mẫu xe này nằm đường. Anh em kéo lại cho chừng anh. Dòng này nó xài cơ không, nó không có xài điện, cho nên anh em yên tâm. Chạy em này thì bền lắm. Chủ nhà đã lên mâm. Bốn vỏ tương đối là khá mới nè anh em. Được chưa anh em? CN5 bản BS nha. Bản BS là bản cao nhất rồi. Xe đẹp lắm, sơn si chừng anh dặm hết rồi. Về không có trời chùa đâu. Ngày trước nó dơ lắm, về dặm lên nó đẹp, đẹp len ken rồi. À, quá chuẩn luôn. Đó, đèn đuốc phía sau là sáng trưng. Rồi anh em nào quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Auto. Trần Anh quay nút phần gầm nè. Gầm đẹp. Anh em coi gầm có chỗ nó mục mọt không anh em? Gầm nè. Gầm không hề có một chỗ mục mọt nha. Đó, gầm bề là sáng trưng nè anh em coi. 201 thôi anh em. Rồi Trần Anh chào anh em nha.